Xin chào các bạn đã đến với kênh Các Anh Official. Hôm nay thú cưng của chúng ta là con pony đó. Và con pony lúc tớ mới mua thì tớ rút bụng nó ra. Tớ thấy một cái chân này, chân nó màu hồng. Anh cho những bạn nhỏ thích màu hồng hay các bạn thích màu gì cũng được. Ở cái shop đấy có 4 màu thôi, các cậu hãy chọn nha. Và chủ đề hôm nay chính là vẫn là tập thể dục, các cậu nhớ không? Và chúng ta sẽ bắt đầu nha. Nhưng mà các bạn có nhớ video này không, có tên không? Nhưng mà hôm nay tớ sẽ quay một video có tên nha. Tớ thị cho người thế này thôi, tại vì nếu mà cho cái mặt thì chắc là diện tích giường của tớ không bằng đâu, tại vì nhà tớ chật lắm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Cái đầu tiên đó chính là đá chân. Đá chân lên phía trước và chạm tay lên đầu chân. Nào, cái này kiểu này nè. Đấy. Thế các cậu có biết không? Nhưng mà chúng ta lưu ý là chéo tay, chéo chân nha. Nào, tớ sẽ đếm nhịp, các bạn sẽ làm theo tớ nha. 1 2 3 4 được. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn có thấy cái này dễ không? Cái này chỉ là mới bắt đầu thôi. Cái đấy là khởi động thôi. Các cậu có nhớ không? Khởi động thôi chứ không phải là thể lực đâu mà các cậu thấy thế. Nào, bắt đầu động tác thứ hai là động tác tên là cúi người dang rộng hai chân, chạm tay xuống sàn. Nào, cái này sẽ là 1 2 3 4 5 6 như thế nhỉ? Và cái này cũng dễ thôi chứ không phải là khó đúng như thể lực đâu. Nào, chúng ta bắt đầu. 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Các cậu thấy dễ không? Mặt dù chúng ta hơi chóng mặt một tí, nhưng mà các bạn gọi chúng ta hơi lúc chúng ta mặc dù lúc ai mà tập quá mạnh thì sẽ bị đau đầu ấy, nên tớ lưu ý cho cái đấy là các cậu không nên làm mạnh mà là bình thường thôi, đứng sức lực mình. Tớ lưu ý như thế nha. Bước tiếp theo đó chính là đá chân lên phía trước và tay quất về phía sau. Là như thế này là 1 2 3 4 5 6 7 8 như thế. Các bạn có biết không, tay mình chạm thế này à, sâu đến mức độ vừa phải, nhưng mà cậu đừng cho tay quá cao, có thể ảnh hưởng đến xương sống tay của chúng ta này. Như thế thôi. Nào, 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 đã 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Các bạn thấy dễ không? Và bây giờ đã là động tác thể lực rồi, và nhưng mà bây
Và bây giờ chúng ta sẽ có 20 giây để nghỉ giải lao. Chúc các bạn nghỉ giải lao may mắn. Các bạn đã nghỉ được chưa? Chúng ta làm thể lực nha. Nào. Và động tác đầu tiên đó chính là động tác đưa chân lên cao và tay húc lên cao, húc thế nào cũng giống như thế, nhưng mà trong video này thì chúng ta sẽ không có kết hợp tay đâu. À, chúng ta sẽ làm thế nào? À, thế thế nào, 1, 2, 3, bắt đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, về đúng không các bạn? Nhưng thể lực chỉ còn 2 động tác nữa thôi, các bạn cố lên, video này sẽ chúc mừng các bạn nha. Và động tác tiếp theo đó chính là đưa chân lên phía trước thì nhờ bạn chờ mình nhé. Lá chân lên phía trước và cho tay lên phía trước nha, giống như thế nào, một hai ba bốn như thế nào. Bây giờ bắt đầu, 1 2 3 bắt đầu, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8. Vừa nãy mình làm thế này cho các bạn nhìn rõ là mình đang làm thế nào thôi, chứ không phải là như thế để các bạn làm như thế đâu. Các không nhất thiết là các bạn phải làm như thế mà chỉ cần thế này là được. Và chúng ta sẽ đến động tác cuối cùng trong video đây. Sau đây nha. Là video bây giờ là động tác cho chân lên phía sau thế này. Cho chân lên phía sau và đẩy đẩy tay ra giống như thế này. 1 2 3 4 5 như thế. Đây thế này này các bạn. Nào, bắt đầu nha. 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 7 8. Như thế. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.